vui được gặp lại anh chị và các bạn trong clip review đàn của Thân Guitar. Trong clip hôm nay thì Thân muốn giới thiệu đến anh chị và các bạn một mẫu đàn guitar classic cổ điển đến từ thương hiệu Tây Ban Nha. Thì đây là một cái đàn nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha nhé, không phải là sản xuất tại nhà máy Trung Quốc nữa, mà nó sản xuất xuất xứ luôn tại Tây Ban Nha. Thì đây là cái đàn có tên là Esteve. Đấy. Cái đàn này theo thông tin thì là được nghệ nhân Adalit ở Tây Ban Nha rất là nổi tiếng chế tác. Đấy. Cái Esteve của nghệ nhân Adalit và có modem là 7SR. Đấy, chúng ta cùng khám phá cái đàn Tây Ban Nha này có gì khác với những cái đàn mà thương hiệu Đức nhưng mà là sản xuất ở Trung Quốc, thì nó sẽ có những cái gì khác và đặc biệt hơn nhé. Thì cây này sẽ dành cho những anh chị mà thích một thương hiệu mà xuất xứ từ Tây Ban Nha chính hãng. Thì đây là một cây đàn guitar mà chính hãng và sản xuất luôn tại Tây Ban Nha. Đấy. Thì clip sau thì Thân sẽ review cây này với một cái cây của hãng guitar Martinet MC128 của thương hiệu Đức nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm thanh của nó. Thì cây Martinet này có giá là 18 triệu và cấu hình là full solid. Còn trên tay Thân đây là cây Esteve thì cấu hình cũng là full solid nhưng mà có giá là 24 triệu đồng. Và chúng ta sẽ cùng quan sát cũng như là lắng nghe âm thanh xem nó có gì khác nhé. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cái đàn này, là mình sẽ bóc cho anh chị là được quan sát cấu hình cũng như là lắng nghe âm thanh chi tiết nhé. Đấy. Nếu như anh chị cảm thấy video này hay và có ích cho cái sự sưu tầm cũng như là lựa chọn đàn guitar theo sở thích của mình, thì anh chị hãy cho Thân một like cũng như là một đăng ký kênh để Thân có thể ra tiếp các clip tiếp theo, và anh chị không bỏ lỡ những clip mà Thân sẽ review trong thời gian tới nhé. Rồi, thì như Thân đã nói thì đây là một cái đàn full size cổ điển. Đấy, dáng OM, sơn bóng toàn thân. Đấy. Cấu hình của nó là toàn bộ là gỗ full solid, tức là gỗ thịt hết. Mặt top của nó là gỗ Senda solid, mọi người có thể nhìn thấy là cái vân của nó rất là dày. Đấy. Senda là mặt gỗ thông Senda ấy, mặt rất là tối. Đấy. Thông Canada thì gọi tắt là thông Senda. Rồi. Lưng hông của nó thì là gỗ cẩm ấn nhá anh chị nhá. Đấy, cẩm ấn full solid, và cây này có thiết kế là 3 mảnh. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, 3 mảnh cẩm ấn luôn. Đấy. Cái thiết kế theo kiểu này thì theo một số anh chị am hiểu về đàn thì nó sẽ cho âm thanh hay hơn và nó sẽ chống co ngót gỗ tốt hơn. Đấy. Cái đàn này mình có thể quan sát là gỗ nó rất là sắc, lại sơn rất là đẹp. Đấy. Đi chỉ vàng xung quanh này. Đi chỉ vàng xung quanh. Đấy. Rất là tinh tế. Rất là đẹp, lưng hông. Rồi. Lên mặt phím của nó thì như Thân quan sát đây thì là phím của nó là gỗ mun đen. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là ở cái cầu ngừa này là gỗ mun sọc này. Gỗ mun sọc thì là mọi người có thể nhìn thấy là nó màu đen nhưng mà nó có hơi sọc sọc giống gỗ cẩm ấn ấy. Đấy. Còn ở trên mặt phím thì là gỗ mun đen thì mình có thể biết rồi. Gỗ mun đen là gỗ dành cho những cái đàn cao cấp. Đấy. Tại vì gỗ này nó rất là cứng. Và nó đen tuyền rất là đẹp. Khi mình đánh thì nó sẽ bóng làm cái bóng cái phím này rất là đẹp. Đấy. Rồi. Ở cái đàn này thì cái đầu cần thôi. Mình nhận diện bằng cái đầu cần và cái tem ở trong thùng. Chứ cái đầu cần này nó không có logo nhé. Đấy, khóa này. Đấy. Thì cây này mình chọn những nơi mua uy tín nhé. Đấy. Để tại vì nó không có logo thì nó mới chỉ có cái tem trong thùng thôi. Ở đây thì dây đàn nó sử dụng dây Severed. 500cg, và đây là cái tem của nhà Thân Nguyễn Music nhé. Đấy, có bảo hành và mã sản phẩm cho anh chị đầy đủ nhé. Đấy. Rồi. Một điều đặc biệt của cái đàn này ấy, theo Thân quan sát ấy, ở bên trong thì là các thanh nan mà đi quanh cái thùng này này, nó không phải là thanh kiểu thanh mắt vóng nữa, mà là nó là thanh phẳng luôn. Có nghĩa là người ta đi bằng các cái thanh mà nó mịn luôn. Nó không kiểu dăm. Đấy. Thường thường những cái đàn classic như Thân thấy thì nó sẽ hay bị hay kiểu đi các thanh nan nó dăm giống hình quạt ấy.
Nhưng mà ở đây thì bên trong là nó đi luôn cả thanh thanh dàn rất là mượt nhé. Đây cũng là một thiết kế, gọi là thiết kế của nhà sản xuất thôi. Và các xung quanh hông thì không có các thanh nan ngang như này nhé. Đấy. Thì đây là nó mượt luôn. Rồi. Đấy, như thân quan sát thì gia công bên trong rất là đẹp và sạch sẽ. Cây này thì không có tí chỉnh cong cần anh chị nhé. Đấy. Những cái đàn Tây Ban Nha thì ít khi mà có tí chỉnh cong lắm. Với những cái đàn Nhật, như anh chị mà am hiểu về những cái đàn đấy thì cũng tìm hiểu rồi. Đàn Nhật và đàn Tây Ban Nha thì nó ít khi người ta để cong cái cong cần cái ti lắm, ít khi có ti lắm. Đấy. Đấy có thể là một cách để cho âm thanh nó hay hơn. Đấy. Rồi. Mặt phím này. Đấy, cầu ngửa gia công rất là tốt. Phía sau mặt đàn thì nó sẽ kiểu hơi vòng một tí. Đấy. Đấy là một cách làm đàn để cho âm thanh nó hay hơn. Nếu như mà anh chị và các bạn nó mua những cái đàn mặt lưng và mặt trước mà nó phẳng luôn, phẳng lì như nền nhà ấy, thì là âm thanh của nó không được hay đâu anh chị nhé. Cái đàn mà càng nổi tiếng thì nó sẽ hơi phồng một tí. Mọi người có thể quan sát này. Đấy. Âm thanh không phải bị lối gì đâu nhé. Đấy là thiết kế của nhà sản xuất để cho cái sự cộng hưởng của cái đàn nó tốt hơn. Đấy. Gia công thì rất là tốt, gia công rất là sạch này. Đấy. Thân rất là đánh giá cao sự gia công của những cái đàn Tây Ban Nha. Gia công rất là đẹp. Cây này đặc biệt là nó đi những cái chỉ vàng này, khi lên hình ảnh thì anh chị có thể quan sát là rất là đẹp. Về đồ hoàn thiện thì thân cho nó 9,9 điểm luôn đấy nhé. Thì cây này có giá là 24 triệu cũng khá là cao tiền. Những anh chị và các bạn mà xem clip thân thì thân cũng review rất là nhiều mẫu, cũng là bóc tách cho anh chị và các bạn xem. Ở trên cần đàn của nó thì chỉ có một dấu chấm ở ngăn số 7 thôi. Đấy. Thì cho thấy là những cái đàn này hầu như là những anh chị biết chơi. Những anh chị biết chơi đánh thì nó dễ hơn. Và những anh chị mới tập thì mình phải hơi mò tí đấy. Tại vì anh chị biết chơi thì mình có thể căn thì mình chơi nó chuẩn. Nhưng ở đây chỉ có một cái dấu chấm duy nhất ở chỗ ngăn 7. Đấy. Cần đàn thì là gỗ mahogany. Nhìn cái màu sắc của nó thì gỗ tương đối là già. Và đa số những cái đàn mà đắt tiền ấy, của Tây Ban Nha ấy, thì là nó đều là cần 3 mảnh hết. Đấy nhá. Có nghĩa là ở đây là một mảnh này, một ghép này. Và trên này một mảnh ghép. Đấy. Thì đây là một công nghệ làm đàn của người ta. Không phải là ghép như thế này thì cái đàn không bền nhá. Nhiều anh chị đang hiểu sai nhá, sai vấn đề nhá. Ghép như thế này nhưng công nghệ của người ta rất cực kỳ là tốt. Sử dụng rất là bền. Những cái đàn Nhật người ta ghép 3 nhưng mà sử dụng hàng chục năm vẫn rất là bền, không có vấn đề gì hết nhé. Action cái đàn này thì thân cũng đã căn rồi, rất là thấp rồi, bấm êm tay lắm, bấm êm đấy. Rất là vừa tay. Và cái cần đàn này thì nó sẽ rất là thẳng nhé. Đấy. Không bị ướn quá, có nghĩa là nó sẽ đạt đúng cái độ tiêu chuẩn của nó. Đấy, những cái đàn như thế này thì mình nhập về hầu như là mình không phải căn nhiều, tại vì nhà sản xuất người ta căn từng cây một rồi, mình chỉ có việc chơi thôi. Đấy. Cái cần đàn này nó rất là chắc. Đấy. Và thân cũng chưa sử dụng nhiều, nhưng mà thân nghĩ là khi anh chị mua những cái đàn này về ấy, thì chúng ta cũng nên sử dụng và bảo quản tốt. Đấy. Tránh độ ẩm với cả nhiệt độ môi trường quá nóng hoặc quá lạnh. Tất nhiên là tất cả các loại đàn đều phải bảo quản cả nhé. Những cái đàn đắt tiền người ta hay bảo quản trong những cái tủ chống ẩm. Đấy. Mình không có thì mình có thể bảo quản ở những môi trường nó thoáng mát, cũng như là mình có thể bỏ vào túi hoặc hộp nhé. Đàn này thì âm thanh theo thân đánh giá thì âm thanh của nó rất là hay, rất là vang. Tây Ban Nha mà, nghe cái ba cái một rất là sướng nhé. Đấy, thì đàn khi nhập về thì nó sẽ đi kèm cái hộp giấy như này. Đấy. Đi kèm cái hộp giấy này. Esteva. Đấy. Made in España. Đấy. Anh chị có thể nhìn thấy nhá, hộp giấy. Đấy. Và khi anh chị mua đàn ấy thì thân sẽ tặng túi cũng như là dây dự phòng. Đấy. Dây dự phòng thì tặng dây anh chị một cái bộ sợi dây carbon Hanspec 510R. Bộ này cũng tầm khoảng 300.000 thôi. Đấy. Mong là anh chị có thể sử dụng và lỡ đứt thì mình có thể thay dự phòng.
Còn anh chị mà muốn mua sử dụng bộ dây tốt hơn thì Thân vẫn có nhé. Mình có thể thêm tiền hoặc mình bù thêm mình mua những bộ tốt hơn. Nhưng mà Thân nghĩ là những bộ này nó cũng rất là hay rồi. Tại vì lắp sắn ở trên dây đàn thì nó là bộ xe và re, thì nó cũng tương đối là giống bộ này. Đấy. Ok. Đấy là tất cả những cái gì mà Thân muốn nói về cái cấu hình của cái đàn này. Tiếp theo đây thì Thân sẽ test âm thanh để anh chị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Đấy. Trong quá trình test clip thì Thân cũng sẽ đánh ngẫu hứng một số bài thôi. Cho nên là có vấp ở đâu thì anh chị và các bạn thông cảm cho Thân và góp ý cho Thân nhé. Rồi. Còn anh chị nào quan tâm thì có thể nhắn tin vào Zalo để đặt cái đàn này với mức giá rất là ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khi mà đặt đàn bên Thân Nguyễn, cũng như là bảo hành uy tín cho anh chị nhé. Rồi, mình cùng test âm thanh nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng test dây buông, sau đấy chúng ta sẽ test các nốt ở trên dây đàn và sẽ cho cảm nhận của nhau. Anh chị thấy âm thanh như thế nào thì mình hãy để lại bình luận nhé, để cho chúng ta cùng có đánh giá khách quan, cũng như là những anh chị mà mới tập chơi có thể chọn được một cái đàn hay và đúng với giá tiền của nó nhé. Đấy, âm thanh của nó rất là nổ, rất là uy lực, rất là vang. Rồi, Thân sẽ test nốt cho anh chị và các bạn cùng nghe này. Dây 1 rất là, nghe rất là căng đúng không ạ? Đấy, nghe rất là đều nốt. Đấy, cái tiếng này rất là căng, rất là mạnh mẽ. Đấy, mình nghe cái độ cộng hưởng của nó này. Nốt nhạc của nó rất là chắc nốt, nghe đánh nốt nào nghe rất là chắc, rất là mạnh. Thank you.
đấy, những cái đàn hay như thế này thì Thân đánh thì Thân thì muốn càng muốn đánh đấy, nhiều khi là làm clip nó hơi dài đấy. Rồi mình đánh thử một tí cái cây MC128 của Martinez này nhé, thì nó chênh nhau tầm khoảng 6 triệu, thì Thân nghĩ là anh chị mà khi đã mua đấy những cái đàn thế này thì mình có thể xem xét và có thể nâng thêm một tí để mình có một cái đàn nó ưng ý hơn, thì Thân sẽ đánh qua một tí nhé. Ở clip sau thì Thân sẽ làm clip so sánh hai cây có gì khác biệt nhé, để Thân đánh qua một tí cho anh chị nghe này. Cảm nhận của Thân thì cây này cũng không phải là dạng vừa đâu nhé, âm thanh của nó rất là vang và sáng, cũng rất là căng. Nhưng mà để test chi tiết thì ở clip sau thì Thân sẽ test lại cả hai cây để anh chị và các bạn có cái sự nhận xét hơn đấy. Thì cây này theo Thân cảm nhận thì âm thanh của nó rất là vang sáng, nhưng mà để cái độ chắc nốt và cái độ to bát thì nó không bằng cây này được đấy. Cảm nhận anh chị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Về trọng lượng của cái đàn cả hai cây thì cái đàn Tây Ban Nha thì nó nặng hơn đấy, cái này nặng hơn. Ok, clip này thì Thân sẽ xin phép anh chị và các bạn là Thân dừng ở đây. Thì tại vì nó cũng khá là dài rồi. Ở clip sau thì Thân sẽ nói chi tiết hơn về so sánh về hai cây là cây Martinez 18 triệu và cây đàn Esteve này với giá 24 triệu thì mình có nên đầu tư không. Thân rất là cảm ơn anh chị và các bạn đã yêu quý và cũng như là xem các review, các video review của Thân. Đấy, mong là thời gian tới thì anh chị và các bạn tiếp tục ủng hộ Thân để Thân tiếp tục ra các clip review những mẫu đàn chất lượng và nổi tiếng trên thị trường hiện nay, để anh chị và các bạn có một cái sự đánh giá cũng như là một sự lựa chọn cho niềm vui, sở thích và đam mê của mình. Clip này thì Thân xin dừng ở đây. Anh chị và các bạn nhớ cho Thân một đăng ký kênh nhé và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà Thân Nguyễn ra. Ok. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị và các bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống và công việc.